Cái thứ hai là quy y Tam Bảo rồi thì có không có nương tựa nơi trời thần quỷ vật. Quý vị nên hiểu như thế này cho nó chính xác hơn nè, là trong Tăng Chi á có đề cập đến là một đoạn là người cư sĩ khi mà quy y đến Tam Bảo rồi thì không đặt bất kỳ một đối tượng nào khác ngoài Tam Bảo lên thứ tự ưu tiên hơn Tam Bảo, rồi ở đó mình phục vụ trước. Tức là mình đặt một cái thế lực nào đó lên trước Tam Bảo, ưu tiên hơn Tam Bảo. Mình có phục vụ gì thì mình phục vụ trước khi phục vụ Tam Bảo. Siêu ví dụ như khi quý vị gặp Chư Tăng ở cái miếu bà, siêu ví dụ như vậy ha. Ví dụ như Chư Tăng đi đâu đó, đi ngang qua miếu bà mà quý vị sẽ ưu tiên lễ cái bà chúa ở trong đó trước, rồi sau đó mới quay qua tiếp chuyện Chư Tăng, mới đảnh lễ Chư Tăng, mới cúng dường Chư Tăng. Thì đó là cái thái độ đặt một cái đối tượng khác lên trước Tam Bảo ha. Khi mà mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ không bối rối, bởi vì khi quý vị hồi hướng chư thiên, hoặc là quý vị cúng dường chư thiên, thì cái đối tượng mà quý vị đặt để đó họ ở dưới Tam Bảo, và quý vị vẫn ưu tiên cho Tam Bảo trước rồi mới đến những cái hạng chúng sanh đó. Thậm chí có những vị đệ tử mà lúc trước đó thờ ngoại đạo, thờ cúng ngoại đạo, thì sau khi quy y Tam Bảo, vị ấy vẫn cúng dường, vẫn tiếp xúc, vẫn đảnh lễ những cái vị ngoại đạo bình thường, nhưng mà vì đó